Xin chào quý vị, hôm nay chúng tôi có mặt tại nhà thuốc Tây Diễm Châu ở Philadelphia. Và đây là bác sĩ dược khoa, chị Diễm Nguyễn. Chị xin giới thiệu sản phẩm mới của hãng Lyrical. Diễm rất là được hân hạnh làm đại diện cho hệ thống nhà thuốc Tây Diễm Châu để mang đến cho quý vị một chiếc ghế massage thế hệ mới bây giờ, đó là ghế massage aerobic của hãng Lyrical. Chiếc máy massage này thì được làm tại Mỹ cho nên rất là bảo đảm về chất lượng. Ngoài việc ghế massage cung cấp cho quý vị những giây phút thoải mái, thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi, ghế massage còn có giúp về trị bệnh, giảm đau nhức, đặc biệt là cho các bệnh nhân bị chứng đau nhức kinh niên hoặc là bị thấp khớp, phong thấp, nhất là các bác lớn tuổi. Cho nên chiếc ghế massage này Diễm nghĩ là một món quà rất là tốt và số 1 cho tất cả các người con muốn tặng cho các bậc sinh thành của mình, hoặc là quý vị làm việc quá nhiều, đứng nhiều, bị đau lưng, đau vai, đau cổ, chiếc ghế massage này đều có thể giúp cho quý vị. Vì ghế massage function là massage từ đầu tới chân, nhà thuốc Tây Diễm Châu đã có showroom cho chiếc ghế massage này ở chi nhánh trên đường Washington, chi nhánh 1 nhà thuốc Tây Diễm Châu số 1. Xin mời quý vị nếu như có muốn để mà thử qua chiếc ghế này, mời tới nhà thuốc Tây Diễm Châu. Nhân viên của nhà thuốc Tây Diễm Châu sẵn sàng phục vụ quý vị và trả lời tất cả những câu hỏi cần thiết. Xin cảm ơn. Thì Nga cũng đã ngồi nhiều qua nhiều cái ghế massage chair, thì cái ghế này nó có rất là đặc biệt, nó có nhiều cái function giống như là nó đấm bóp mình từ trên đầu cho tới chân, ngay cả cái những cái ngón tay với cái cánh tay á. Thành ra là thấy ngồi á, nó làm cho mình rất là thoải mái, dễ chịu, với lại nó massage đủ thứ trong người mình á, làm cho mình feel a lot better.